Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh vlog của mình. Và hôm nay lại là clip của mình về mua hàng đây. Mọi người thấy ở trên bàn của mình thấy không? Quá trời là những cái thùng hàng to luôn. Nhưng mà thật sự là cái giá nó rất là rẻ luôn. Mình không ngờ nó rẻ lắm. Mà để biết là nó là cái gì thì bây giờ mời mọi người cùng với mình, chúng ta cùng mở ra và khám phá nha. Nói sự thật á, là nhiêu đây mọi người thấy bự vậy đó. Chứ thật ra cái giá trị của nó đó, nó chỉ dưới 50 ngàn thôi mọi người, thậm chí là chưa tới luôn á. Nó chỉ chưa tới 40k nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha, là cái gì nha. Rồi trước tiên thì mình đi đến cái bịch đỏ này đi. Bịch đỏ nó nổi bật nhất. Cái mình mua cái bịch này chỉ với giá là 5.500 đồng thôi. Thì cái này là khẩu trang nha mọi người. Đây nè, khẩu trang là 20 cái. Là sơ sơ đây là 40 cái khẩu trang. Mà mình chỉ mua với giá là 5.500 thôi. Mình săn sale được ấy. Để mình mở ra. Rất là rẻ luôn mọi người. Đây, mình mua 4 bịch khẩu trang, mỗi bịch 10 cái nha. Khẩu trang 3D. Hạn sử dụng, hạn sản xuất người ta có ghi nè mọi người. Hạn sử dụng tới 2025 nè. Ủa sao nó lạ thế nhỉ? Cái cấu tạo của cái khẩu trang này mình thấy nó lạ quá. Nó hơi mỏng nha. Cái hình dáng mình thấy kỳ quá. Đây nè mọi người, cái khẩu trang đây. Khẩu trang này đó giờ mình chưa sử dụng. Mình thấy cũng hơi mỏng. Nhưng mà với cái giá mà mình mua rẻ thì mình đâu có đòi hỏi được nhiều. Đây có cái loại này là mình thường sử dụng nè. Cái loại này mình sử dụng nhiều nè. Đây cái loại này là thông thường mình sử dụng nhiều, mình thích cái loại này hơn. Cái loại mới nãy cái cấu tạo nó, cái hình dáng nó nhìn nó không được đẹp bằng cái này. Thì khẩu trang này mình bịt là mình thấy cũng khá là ok, nó chống được bụi, đi đường chống được bụi á. Còn cái chất lượng nó có chống được vi khuẩn hay là gì không thì mình không biết. Rồi mình bỏ qua một bên nha. 40 cái khẩu trang. Mỗi bịch là hình như mình nhớ là mình săn được chỉ với 1.000 thôi đó. Còn cái kia là tiền phí á mọi người. Rồi bây giờ tới cái này nha. Đây. Cái bịch này là bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên rồi nữa nè. Thì mình xem thôi. Cái này mình mua với giá là 6.000. Xịt kháng khuẩn nano bạc á mọi người. Là cái này rửa tay á. Cái dung tích một chai là 120. Số lượng mình mua 3 chai. Cái này nước rửa tay mọi người xịt. Mình thấy cũng giá cũng rẻ. Hình như là một chai cũng với 1.000 đồng à. Đây là mọi người, cái hình dáng của cái chai nó như thế này nè. Mình thấy cũng rẻ, nếu mà mua ở ngoài thì chắc một chai nó sẽ mắc hơn. Nó tầm đâu đó tầm cũng gần 20.000. Đi đường hay đem theo cái chai này nhỏ gọn đi để rửa tay đâu, khi ăn uống rồi mình thấy cũng rất là tiện lợi. Cái lớp chống sốc này khó gỡ ra quá. Đây cái hình dáng của nó đây nè mọi người. Sạch da khử mùi kháng khuẩn nè. Cái này nó sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi sơ sơ thì cũng chỉ như thế thôi mọi người.
Rồi bây giờ là chúng ta sẽ qua hai cái thùng bự này trước nha. Đương nhiên là cái thùng nhỏ rồi mới tới cái thùng bự. Thì đa số là hôm nay là mình mua những cái đồ chuyên về y tế không à. Tại nói y tế cho sang chứ thật ra là mấy cái kháng khuẩn không à. Cái thùng này thì mở ở đâu ta? Đây. Cái này là mình mua chỉ với giá là hình như 16 ngàn gì đó. Nó bị mờ rồi, mình không thể thấy được. Mình mở ra cho mọi người xem. Đây. Lại là những cái chai rửa tay. Đợt này thì mình mua 6 chai lận. Một chai là cũng chỉ với giá 1.000 thôi, nhưng mà tiền phí thì mình ấy hơi cao cho nên là nó ra tới mười mấy ngàn. Nhưng mà cũng lời rồi. Cái chai này thì cũng mười mấy ngàn á. Mấy 20 ngàn á. Shop rất là kỹ luôn. Bọc chống sốc quá trời luôn. Cái chai này thì nó bự hơn cái chai mới nãy. Tại vì cái chai này tới 250 lần. Còn mấy nay thì có 120 à. Mọi người. Gel rửa tay khô nè, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Sáu chai lận. Mình mở ra một chai cho mọi người xem thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái thùng bự ra nha. À, để mình cho mọi người coi giá nè. Thấy bự vậy thôi chứ cái giá của nó cũng chỉ 10.000 thôi đó mọi người. 10.000 thôi. Số lượng là 10 chai. Mình mua 10 chai mà nó lại rẻ hơn 6 chai luôn á. Mọi người tin được không? Đây là quá trời luôn, quá trời. Quá trời nước rửa tay luôn. Biết nào, biết xài, biết xài sao hết được đây. Này là chỉ là một cái miếng thôi, miếng giấy thôi. 2, 4, 6, 8 chục. Một chục chai nước rửa tay. Dưới đây 6 chai nữa là 16 chai. Quá trời luôn mọi người. Mua nước rửa tay hơi nhiều. Rồi thì để mình tính sơ sơ coi. Cái này 10, cái này 16 là 26. Với cái này thêm 5.500 nữa là 31. Quá trời luôn mọi người, 31 mà mua quá trời đồ luôn. Mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là clip nhanh về những cái sản phẩm mà mình mua giá rẻ thôi. Gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo của mình nha.